Rồi, hello mọi người. Đây là cái video uh, thứ ba trong ngày. Thì uh, cũng như là mấy lần mình chia sẻ là um, mình nói là livestream mình ở trên uh, Facebook và trên YouTube nó có cái sự khác biệt mà trong cái đó nó cũng là đẩy lên trên mạng thôi. Thì uh, luôn cả YouTube cũng đã bị uh, compress nhỏ lại để mà đưa lên cho nhiều người xem thì cũng giống những cái cũng giống như những cái video mà phim giống như trên trên Netflix nó nói là phim 4K hay là phim 8K hay là phim Full HD um, thật sự mà nói thì không bao giờ có được tại vì nếu mà các bạn xem thử các bạn xem thử bây giờ mình để original um, original original file size okay original Uh, file size um, 4K phim đây um, ở đây có những phim nhưng mà nó nói là từ 7 cho tới 50GB thì cũng uh, không đúng gì mấy nó còn lớn hơn nữa okay. nó còn lớn hơn nữa uh, có thể nó còn nhiều hơn nữa tại vì uh, Blu-ray hồi trước là 1K thôi là đã, cái đĩa Blu-ray đã 25GB rồi thì cái này mình phải nhân 4 lên. Ok. Um, có thể người ta đã rip nhỏ hơn. Đây như các bạn nhìn thấy, mình click cho các bạn nhìn thấy nha. 80 GB là chỉ được 9/10 thôi. Là có soft title có này nọ đầy đủ. Um, thì cũng giống như là mình nói nó có thể lên tới uh, lên tới uh, 100 GB. Mà một phim là 90 phút thì hỏi các bạn chứ đường mạng nào mà tải được uh, 100 GB? trong vòng 90 phút. Mà nếu nó là cái phone, thí dụ xem uh, um, xem qua phone, xem qua điện thoại thì nó khác. Cũng giống như nếu mà các bạn uh, xem những cái video của mình. Như hồi sáng như mình bỏ lên hai cái video đi, xem cái video của mình nếu mà xem bằng uh, bằng phone thì uh, cái max uh, cái max của nó là một uh, là 720p thôi. Nhưng mà nếu mà xem trên uh, một cái computer, một cái màn hình rộng thì nó sẽ là 1080p. Ok. Nhưng mà nó cũng đã bị nén nhỏ lại rồi. Ok, bây giờ mình cho các bạn nhìn thấy cái file gốc mà lúc mà mình đưa lên nha. Đây, đây là hai cái file gốc mà mình đưa lên hồi sáng. Một cái file là cách làm, cách chia sẻ làm karaoke. Đúng không? Lấy karaoke xuống nó là 1,382 MB ở đâu? 1 1000 1382 MB có nghĩa là trên 1 GB. Ok. Là cái video mà mình đã bỏ lên YouTube. Mình chào cả nhà. Từ okay. là lúc oh, mà mình làm oh, cái bài okay, mà tháng hoa nở không màu oh, đó. Okay. Là, là nhạc. Màu của nó là 35. Mình thấy trong này bài hát k Đó là cái video mà mình đã up lên YouTube mà trên YouTube bây giờ mình uh, mở lại cho các bạn nghe đây mời um, uhm, video đây chia sẻ cách làm cách ghép multi track là cái cái mà mình uh, có nói là cái hoa nở không màu các bạn có nhìn thấy đây mình nó mình cũng nói. để là HD HD nói mình nói, uh, mình... một không tám mở ra ok đây hát có lời rồi bây giờ bây giờ muốn biết nó có chất lượng phải là chất lượng gốc của mình hay không thì đơn giản lắm mình chỉ cần copy cái link này và mình download nó xuống bằng cái chơi downloader như cái mình thường xài đó là cách chia sẻ hay là cách ghép multi track đúng không các bạn nhìn thấy 1080 nha nó chỉ còn có 100 MB thôi Ok bây giờ mình download cái 100 MB này xuống với lại mình xem cái video gốc của mình nó bị nó chỉ còn 1/13 thôi. Ok. Nó thua cái video gốc của mình tới gấp 13 lần lần. Thì uh, các bạn nghĩ sao cái gì gọi là HD ở YouTube, cái gì gọi là HD của Netflix? Tất cả là sai, là hoàn toàn không đúng. Ok. Uh, trên thực tế nếu mà muốn xem Blu-ray hay là muốn xem phim HD thì chỉ có tải trực tiếp từ trên mạng những cái phim đó về xem trực tiếp từ trong máy của mình chứ không streaming không không xem qua online okay, không xem qua online uh, mà cũng tải không phải là tải của youtube <laughs> mà tải của những cái host những cái host mà họ đưa phim gốc lên ví dụ như một cái phim một tập phim uh, phim tàu mà người ta để là một không tám mươi hoặc là mkv á thì uh, nó là một phẩy hai một phẩy ba gb cho bốn mươi phút cái đó còn có thể chấp nhận được. Cái đó mình nói là còn có thể chấp nhận được chứ nó không phải là original nha, nhưng mà thật sự mắt người thường nhìn không ra những cái thứ đó. Ok. Thì hôm nay hôm nay thì các bạn nhìn thấy đó, cũng là cách chia sẻ làm uh, uh, làm multi track và cái cái này của mình. Hai cái file nó khác nhau rất là nhiều luôn, một cái mình đã up lên YouTube và bị YouTube compress lại và một cái original của mình nằm ở đây. Ok, là các bạn nhìn thấy nha, cũng là MP uh, MP4 nha. Cái file cái đuôi MP4. Ok, ở đây cái đuôi nó cũng vậy. Đây, cái đuôi của nó đây là MP4. Đúng không? Là cái này là các bạn nhìn thấy. Thì uh, mình không biết chắc cũng không cần phải download hết cái này đâu tài server YouTube hiện tại bây giờ nó đang uh, đang bị chậm, nhiều người đang uh, hoạt động, nhiều người đang xài thì uh, cái video này mình cũng không cần phải lấy nữa, cái này là đủ để cho các bạn nhìn thấy rồi, ok đủ cho các bạn nhìn thấy. Cho nên uh, chơi vui thì vẫn có thể uh, chia sẻ lên YouTube này nọ được, hay là Facebook được. Còn uh, nếu mà làm những cái video clips á thì uh, nếu mà một có một cái uh, audio video server nào mà tốt hơn mình cũng sẽ tìm đủ mọi cách mình chia sẻ với cả nhà mình. Uh, để uh, nó ra đúng một cái chất lượng 100%. Ví dụ mình quay một cái video hay là một đêm uh, một đêm tính phòng hay là một đêm karaoke mà mình quay uh, với cái chất lượng 4K mà 8 tiếng đồng hồ. Uh, thì uh, cái SSD đó tẩy nhất là cũng phải là xoài 512 GB. Uh, bắt buộc phải là SSD nha, ổ cứng thường không bao giờ được nha. Okay, bắt buộc phải là SSD uh, mình đang nói là tệ nhất chứ 256 thì nó mau đầy lắm OK tám 8, 8 tiếng lần uh, cái đó mình đang nói về vấn đề 4K còn uh, nếu mà xài 1K thì uh, OK nếu cần cần lớn Càng càng tốt càng hay thôi uh, đó cái này là cái so sánh cái chia sẻ giữa bây giờ mình cũng có thể đưa lên Facebook cho các bạn xem bây giờ mình cũng đưa Đưa lên Facebook rồi mình download lại hả ừ. Nói tóm lại là trên Facebook Thì maximum là 720 thôi Thì nó còn nhỏ hơn nữa Nó sẽ nhỏ hơn nữa Chứ bây giờ mà đưa lên thì cũng như không à. <laughs> Các bạn lại phải đợi lâu nữa Đúng không Mình mình đưa lên thì nhanh lắm Mình đưa lên thì nhanh lắm Nhưng mà phải đợi uh, Facebook nó compress nhỏ lại đi Mà nó cho lên nó Thì uh, um, Sẽ mất thời gian Sẽ mất thời gian Thì cho nên cái video này uh, Mình đã cho cả nhà mình nhìn thấy đó cái sự khác biệt Chỗ mà Livestream chỗ nào Nha yeah. Ok Mình xin hết Mình xin chào cả nhà